Mình tên là Điệp. Hôm nay mình đã làm một việc mà mình cảm thấy rất vui và tự hào. Một vị khách đặc biệt gặp sự cố trên đường đi, đó là chiếc xe bị hỏng. Lúc này trời mưa to, gió rất là mạnh. Anh ấy không biết nói tiếng Việt, nhưng nhìn như có vẻ anh ấy cần sự giúp đỡ vì trời tối và mưa rất to. Mình hiểu ý nghĩ của vị khách và giúp đỡ anh ấy khởi động lại chiếc xe. Anh ấy rất vui mừng và cảm ơn tôi. Điều anh ấy vui không bằng điều mình vui, vì mình đã giúp được một người lúc họ đang gặp khó khăn và giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam đẹp hơn với bạn bè quốc tế. Qua câu chuyện đó, mình muốn loan tỏa sự yêu thương, sự giúp đỡ tới mọi người và hình ảnh đất nước Việt Nam tuyệt vời với bạn bè quốc tế. Đây là câu chuyện ở cửa hàng mình và mình ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời này để sau này làm kỷ niệm. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.